Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán thương mại dành cho các bạn mới bắt đầu. Đây là khóa học dành cho các bạn kế toán mới bước vào nghề và những bạn kế toán đã quên nghiệp vụ. Các nhà quản lý doanh nghiệp học thêm để hiểu về kế toán, để hiểu một cách chi tiết và đầy đủ về vị trí công việc của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp. Khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, hiểu rõ về công việc của một kế toán trong mảng thương mại, giải quyết được những khó khăn tồn đọng thường gặp và hoàn tất được mọi báo cáo liên quan, va chạm xử lý các tình huống thực tế trong công ty. Các nội dung chính trong khóa học kế toán thương mại dành cho các bạn mới bắt đầu sẽ được chia làm hai phần. Phần 1 là đi vào các nguyên lý, sẽ là nền tảng cơ sở để các bạn hiểu rõ về hệ thống tài khoản, các nguyên tắc và kết cấu của các loại tài khoản, bao gồm các nội dung hướng dẫn chung về nguyên lý kế toán, cách hạch toán đối với hóa đơn mua hàng hóa nhập khẩu, mua công cụ dụng cụ, hạch toán mua tài sản cố định, các nội dung liên quan đến tiền lương, hạch toán đối với kế toán bán hàng và các khoản liên quan đến giảm giá hàng bán, các nghiệp vụ liên quan đến dòng tiền. Đó là các nội dung liên quan đến phần nguyên lý kế toán để các bạn hiểu và nắm rõ được các chuẩn mực trong kế toán. Ở phần 2 này sẽ được chia làm 3 nội dung chính, các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, nội dung liên quan đến phát sinh trong kỳ và thứ 3 là các báo cáo cuối năm. Đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán của kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty. Thực hiện khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. Và so sánh kiểm tra đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản. Ở nội dung thứ 2, các bạn sẽ đi vào các chứng từ thực tế của công ty, hướng dẫn cho các bạn cách hạch toán đối với toàn bộ các chứng từ mua vào bán ra, hướng dẫn cách phân bổ các chi phí đối với mua công cụ, tài sản cố định, hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương, bảo hiểm, cân đối, tiền mặt, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả và cách đối chiếu công nợ, xử lý đối với trường hợp âm kho hàng hóa, âm kho nguyên vật liệu. Hướng dẫn kiểm tra và xử lý đối với trường hợp bị âm dòng tiền, hướng dẫn các phương pháp tính giá xuất kho và đối chiếu số lượng tồn kho trên báo cáo tài chính. Hướng dẫn thực hiện việc lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng hàng quý, cách điều chỉnh và kiểm tra tờ khai đối với trường hợp bị sai. Nội dung thứ 3 liên quan đến các công việc cuối năm, hướng dẫn cho chúng ta thực hiện việc lên báo cáo tài chính. Để lên được một báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ phải thực hiện kiểm tra lại toàn bộ các số liệu trên các chỉ tiêu của bảng cân đối tài khoản, kiểm tra các tỷ trọng trên báo cáo cân đối số liệu trước khi nộp báo cáo tài chính, hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, in sổ sách và sắp xếp các hồ sơ cũng như kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học bao gồm hình thức tự học, lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Toàn bộ các chứng từ hóa đơn các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web ketoanviethung.com và nhấn chọn xem giáo trình online. Trong giáo trình, các bạn sẽ được hướng dẫn các nội dung liên quan đến nguyên lý. Học hết các nội dung liên quan đến nguyên lý kế toán thì các bạn sẽ được đi vào các thực hành liên quan đến các chứng từ hóa đơn cho đến khi lên báo cáo tài chính, hoàn thiện một bộ báo cáo tài chính trong công ty thương mại. Trong đó, các nội dung liên quan đến phần 1, phần 2, phần 3, những nội dung liên quan đến miễn phí, các bạn có thể hoàn toàn xem trước khi đăng ký. Mỗi một chứng từ, một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn các nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Để vào xem được các phần thì các bạn sẽ chọn đến từng phần của khóa học, nhấn xem nội dung. Mỗi một nội dung sẽ là một video hướng dẫn các nghiệp vụ và hạch toán trên phần mềm. Đó là các nội dung chính trong khóa học kế toán thương mại dành cho các bạn mới bắt đầu. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.